Wow, men hoạt động rất mạnh nha bà con. Thì sau đó là 4 tiếng đồng hồ ủ kích sinh khói để tăng cái hiệu lực cũng giống như là hiệu quả, để cho men nó hiệu quả nhanh hơn. Thì như vị thấy nè, nếu như nhà mình mà có máy dầu hoặc là cái máy xe mà chúng ta chạy máy phát điện hay là chúng ta chạy ô tô rồi đó, thì có một cái mà cái này Duy nghĩ nó rất là hay nè, đó là cái thục bô, có là cái quạt thục bô để mà nó tăng cái hiệu suất của động cơ lên á. Nếu mà chúng ta chạy ô tô thì cái dòng đó, nếu mà cái dòng động cơ thục bô á, thì nó sẽ có một cái hiệu suất động cơ lớn hơn. Hoặc là quý anh em mà chạy máy phát điện á, thì chúng ta phải thấy điều này. Thì cái nhà sản xuất họ đã tìm ra được một cái giải pháp, đó là nâng được cái hiệu suất của động cơ qua một cái công cụ đó là sử dụng. Thì chuyện mà nuôi tôm chúng ta cũng vậy nè, chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều sản phẩm để chúng ta mà dùng cho ao mình, ví dụ như là về vi sinh, về khoáng, về xử lý nước, diệt khuẩn rồi đó. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có những cái giải pháp để chúng ta tăng cái hiệu suất lên, để chúng ta giảm chi phí xuống. Và hôm nay Duy sẽ chỉ với vị các bạn giải pháp đầu tiên để tăng cái hiệu suất lên, giống như cái động cơ mà thục bô hồi nãy Duy nói á, đó là về cái giải pháp mà men. Cái chắc một điều là cái việc mà men thì nó sẽ có men để xử lý nước và xử lý đáy á, chúng ta đã sử dụng rất là nhiều, có thể là 5-10 năm qua hay là 20 năm trước, rất là nhiều bà con cũng đã xài cái sản phẩm men để mà làm nước làm đáy. Ngày xưa mình chỉ biết là men bánh bò, men ngũ thôi, nhưng mà chúng ta xài nuôi tôm bắt đầu là chúng ta biết thêm là cái men về xử lý tôm. Và Duy sẽ nâng cái hiệu suất lên để giảm chi phí trong giai đoạn này về cái việc đó là xử lý men, đó là men nước và men đáy. Hôm nay thì Duy có một cái sản phẩm, đó là xử lý nước bằng rò sắt, bên Duy đang cung ứng cho bà con, cũng đang cung ứng rất là nhiều. Và Duy muốn đó là làm sao nâng được cái hiệu suất lên qua cách đó là kích nhân sinh khối lên, giống như cái động cơ mà thục bô á, thì đơn giản chỉ là nó nạp khí nén nhiều hơn để mà nó kích cho cái động cơ chạy với một cái lực mạnh hơn, nhưng mà cái nhiên liệu thì nó vẫn là như thế, có nghĩa là cái nhiên liệu thì không thay đổi. Ví dụ như chạy 10 lít dầu 100 cây thì cái nhiên liệu vẫn là 10 lít dầu, nhưng mà nó chạy được 150 cây hay là 120 cây thì cái hiệu suất nó tăng lên. Thì hôm nay Duy sẽ chỉ với vị các bạn, đó là một cái cách, đó là kích nhân sinh khối lên. Tại vì cái việc mà men nước của chúng ta đó, nếu chúng ta mà không đánh thức nó trước và không kích nó lên trước á, thì nó sẽ rất là lãng phí. Tại vì ví dụ như là 1 tỷ con men trong một cái gói đó là 227 gram trong một cái dòng rồ sắt á, nếu chúng ta không kích nó lên á, thì đôi khi nó sẽ lại là lãng phí và chúng ta sử dụng được 1.000 khối thôi. Nhưng mà chúng ta kích lên, chúng ta có thể sử dụng 3.000, 5.000, hay là quảng canh, khu mà nuôi quảng canh hay là nuôi ao bạc gì đó, chúng ta có thể là làm cho nó với một cái cường độ mạnh hơn, làm cho một cái hiệu suất nó mạnh hơn. Và thứ hai là nó sẽ hiệu quả nhanh hơn, tại vì men nó được đánh thức. Và hôm nay thì Duy sẽ chỉ với việc đó là cái cách, đó là ủ nhân sinh khối. Bên Duy thì nuôi ao bạc cũng có, nuôi ao đất cũng có, nhưng hôm nay Duy sẽ review ở trên đó là ao đất. Và cũng giống như là để cho bà con biết được điều bây giờ thì nói chung cái thời mà giá cả nó đã tăng quá cao, thì chúng ta nên đó là tập trung cái dòng này nó sẽ xử lý nước được và xử lý đáy được luôn. Hôm nay thì Duy sẽ review, Duy sẽ chỉ với vị các bạn đó là kích. Thì cái việc mà ủ nhân sinh khối nó hết sức là đơn giản thôi. Ví dụ chúng ta dùng một cái xô, cái xô này là cái xô của rò sắt luôn. Bên Duy thì nếu mà chúng ta lấy một thùng 30 gói thì bên Duy có thêm cái xô này nè về xài. Ok, cái xô này thì nó tầm khoảng mười mấy lít nước, thì ví dụ chúng ta ủ tầm cả 10 hoặc là 15 lít nước gì đó, thì trung bình nó sẽ ra sử dụng cái dòng rò sắt này. Và chúng ta có thể là kích nhân sinh khối, ủ nhân sinh khối á, là với nhiều cái khác nhau. Chúng ta có thể là sử dụng đường, hoặc là mạnh hơn thì chúng ta có thể sử dụng nước mía. Nước mía là men lên rất là mạnh nha. Nước mía đó là lý do tại sao mà chúng ta sử dụng một bịch nước mía một thời gian ngắn thôi, bắt đầu là mình để mà thời gian ngắn thôi bắt đầu nó bị chua, tại do là men đã ủ lên trên đó. Và chúng ta sử dụng là 2 kg đường, ví dụ như một gói men. Gói men này ví dụ chúng ta sử dụng là 3.000 khối đi, nhưng mà chúng ta sử dụng kích nhân sinh khối lên thì chúng ta có thể là sử dụng là ít hơn. Ví dụ như là này là 227 gram, thì chúng ta có thể là sử dụng là 100 gram gì đó, nhân dân. Hay là chúng ta 4 ao thì chúng ta sử dụng một gói, thì chúng ta kích mạnh lên để mà nó nâng cái hiệu quả lên, nhưng mà giảm cái chi phí xuống. Tương gặp một cái men, chúng ta có thể là ủ và nhân sinh khối với khoảng 2 kg tức và 1-2 kg đường, đường cát mình thôi như các bạn. Và khuyến cáo thì chúng ta không nên là xài bị mặt đường cũng được, nhưng mà bị mặt đường thì nó hơi dơ nước chúng ta. Thì bây giờ Duy sẽ chỉ với các bạn nó làm là 1 kg đường nè. Đây, đường cát mình đơn giản thôi. Một gói chúng ta có thể là sử dụng 1-2 kg, 2 kg cũng được hay 1 kg cũng được, nhưng mà ví dụ như chúng ta muốn mạnh hơn thì dùng 2 kg. Hôm nay thì lấy 2 kg thì sử dụng 1 kg thôi, cho nên đơn giản. Và xong sau đó chúng ta sẽ dùng nước ao hoặc là nước sạch của mình cũng được. Giống như dạng trứng mọt vậy đó. Đây như vị thấy nè. Và
men và enzyme nó sẽ tổ hợp trong đây. Rất là ok nha. Thơm thơm, có mùi thơm nhẹ nha. Bà con dòng này thì bên Duy sẽ cung cấp những cái dòng uy tín cho các bạn. Ao bạc, ao đất gì chúng ta đều xử lý được. Và cái dòng này nó sẽ có một cái hay, đó là nó sẽ có những cái dòng men để tổ hợp vừa xử lý đáy vừa xử lý nước. Có nghĩa là những cái dòng mà xử lý đáy á, thì nó sẽ có những cái chủng men để mà hoạt động yếm khí ở dưới đáy được. Ở dưới đáy thì cái môi trường đáy á, nó sẽ về cái oxy hòa tan nó sẽ thấp hơn là ở trên mặt. Còn về cái ở trên á, thì ao bạc, ao rắc giống vậy cao thôi. Ở trên đó thì oxy hòa tan nó cao hơn. Thì chúng ta sử dụng những cái dòng men nước bên đáy như này. Ok nha. Và chúng ta bỏ vào, chúng ta khuấy đều lên. Đây như vị thấy nè. Hôm nay thì Duy sẽ ủ đó là gói 227g luôn, quy cách 227g. Đây. Và hiện tại là Duy đang ủ vào lúc chiều là 18h11. Đây. Nha. Là lúc 6 giờ nha các bạn. Và tầm khoảng 3 tới 5 tiếng thì dòng bồ rầu sắt này sẽ sử dụng ok. Đây. Nó sẽ có những cái nếu mà chúng ta muốn đều hơn á, thì chúng ta nên bỏ từ từ, cho từ từ vào nước. Cái nước này bắt đầu nó ngọt dần này. Đây. Là men, cái đường nó sẽ thì sau khi mà chúng ta đã quấy xong thì kết quả nó sẽ như thế này. Và những cái dòng men này nó rất là đậm đặc như vậy các bạn. Nó sẽ tổ hợp là chủng men và enzyme ở trong cái men. Và sau khi tầm cỡ 4 tiếng hoặc là 2 tiếng thì bắt đầu lên men từ từ, và 4 tiếng thì chúng ta thấy nó lên men mạnh thì bắt đầu chúng ta tiến hành là chúng ta sẽ tạt vào nước. Thì nếu như là ao mà tảo dày á, thì quý anh em và bà con tạt vào ban đêm. Còn nếu như mà tảo mỏng á, thì chúng ta tạt vào ban ngày 8 giờ sáng là hiệu quả nhất. Còn ban đêm tầm khoảng 10 giờ tối thì nó sẽ vừa tạt nó vừa giảm tảo luôn. Ok nha. Bây giờ thì đã là 10 giờ thì mình sẽ coi kết quả. Wow, men hoạt động rất mạnh nha bà con. Thì sau đó là 4 tiếng đồng hồ ủ nhân sinh khối, ủ kích sinh khối để tăng cái hiệu lực cũng giống như là hiệu quả, để cho men nó hiệu quả nhanh hơn. Thì như vị thấy nè, men hoạt động rất là mạnh nha. Men và những cái chủng vi sinh đang hoạt động rất là mạnh. Bây giờ thì Duy sẽ quay đó là cận cảnh cho cả nhà mình thấy luôn. Sau khi đó là nhân thủ kích nhân sinh khối lên. Đây như vị thấy này, sau 4 tiếng đồng hồ thôi là men bắt đầu hoạt động rất là mạnh. Và những cái cận cảnh hơn như vị thấy nè, hiện tại thì 4 tiếng thì men đã hoạt động rất là mạnh nè. Cái dòng vô rồ sắt này nó sẽ là một cái dòng để chúng ta giải quyết được vấn đề mà tiết kiệm được cái chi phí. Là tại sao? Là nó sẽ vừa xử lý đáy và xử lý nước, với cái việc đó là chúng ta có thể là ủ kích nhân sinh khối lên để tăng cái hiệp lực men và cũng giống như là giảm được cái chi phí. Và vừa xử lý đáy vừa xử lý nước, có nghĩa là những cái chủng men nó sẽ làm việc ở dưới đáy được và cũng giống như là xử lý trong môi trường nước được. Và nó sẽ cân bằng được tảo. Ví dụ như khi tảo dày á, thì bà con có thể là quánh vào ban đêm lúc khoảng 10 giờ đêm như thế này, cho nào bạc không vậy luôn. Còn tảo mỏng á, thì chúng ta có thể là quánh vào ban ngày và 8 giờ sáng.
hoặc là nó giải quyết vấn đề về nhớt bạc nè, hay là lợn cợn trong nước nó sẽ sạch nước, hay là đáy nó sẽ sạch đáy, và từ đó nó sẽ giảm được cái nồng độ khí độc trong nước. Ví dụ như NH3, NO2 và H2S nó sẽ đỡ phát triển nồng độ nó cao lên trong nước. Cái dòng này thì chúng ta có thể là sử dụng ban đầu nha. Ví dụ như khi mà tầm cỡ 3 tầng hoặc là 2 tầng trên ao bạc thì chúng ta nên tiến hành đó là dùng định kỳ hoặc là theo cái tình trạng nước để chúng ta xử lý. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng men thì nói chung đã sử dụng rất là lâu và rất là dài, và một trong những dòng mà Di thấy nó hiệu quả và Di muốn chia sẻ với toàn thể quý vị các bạn và toàn thể quý bà con. Nếu chúng ta cần có chi tiết hơn thì cứ điện thoại hoặc